Thưa quý vị, liên quan đến sự kiện một gia đình ở Sóc Sơn, Hà Nội mới đây có 3 đứa con đều tử vong vì có nhiễm vi khuẩn Whitmore. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội đã phối hợp với các chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu đất nước tại các khu vực có nguy cơ cao của hộ gia đình có 3 con tử vong tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Ngày hôm nay, kết quả thông báo phát hiện có một mẫu có vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội đã phối hợp các chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu đất nước tại các khu vực có nguy cơ cao của hộ gia đình. Vi khuẩn này sống sâu dưới lòng đất nên các chuyên gia phải lấy mẫu ở độ sâu ít nhất là 30 đến 90 cm. Tiến sĩ bác sĩ Ngũ Duy Nghĩa, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng nguy cơ lây nhiễm là rất khó. Ngoài ra cũng chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh bệnh huyết mò lây từ người sang người. Trước đó đầu tháng 4, một gia đình tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có một bé gái 7 tuổi tử vong với chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết hoại tử đường ruột chỉ sau 3 ngày có biểu hiện sốt sau đó trong vòng chưa đầy một tháng từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11 cũng tại hộ gia đình này có liên tiếp hai con trai tử vong cũng với biểu hiện ban đầu là sốt hai trường hợp sau được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với khuẩn gây bệnh Whitmore. Vâng, câu chuyện về nhiều người trong gia đình cùng tử vong vì vi khuẩn Whitmore là hy hữu và trước nay thì chưa bao giờ gặp phải. Theo các chuyên gia y tế, bệnh Whitmore không gây thành dịch và không lây trực tiếp từ người sang người. Tuy là một bệnh nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao, hiện nay bệnh đã có kháng sinh đặc hiệu điều trị nên bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Và hiện thì bệnh ngấu Whitmore chưa có vaccine phòng bệnh cho nên biện pháp dự phòng cơ bản nhất vẫn là các biện pháp vệ sinh cá nhân tăng cường phương tiện phòng hộ lao động tránh để ra bàn chân bàn tay và các bộ phận trong cơ thể tiếp xúc với bùn đất nước nhiễm bẩn khi cơ thể xuất hiện các vết thương ngoài da có dấu hiệu nhiễm trùng thì cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời